Chị nán lại tí nữa đi, chị Hồng Loan đang đi đường lên á. Hồng Loan á, chắc phía 11. Dạ, tại vì chị cúng xong chiếc nhà là đang đi đường lên. Rồi là nghe nói là cô Sáu với lại chị Hồng Phượng cũng có lên. Chưa lên hả? Dạ, có lên nhưng mà không biết khi nào lên, nhưng mà có lên. Nghe nói là có lên. Thì chị nán lại tí rồi làm gì? Bây giờ chị đi ăn trưa xong rồi chị sẽ quay lại. Đông dữ lắm, để cho người ta, để cho gia đình. Giống như là có một cái thông gian để người ta cầu nguyện cúng cho nó trang nghiêm. Thấy động quá rồi. Cho ông ra. Rồi. Dạ. Chị có, chị có coi cái vụ mà cô sư mà gõ lấy cái gậy gõ bốn hốc ngộ không? Thì thật sự là bữa đó mình thấy mình rất là lo đó. Yeah. Không biết là nếu mà thật sự mà cô có giỏi thì cô làm gì có ảnh hưởng đến cậu không? Còn mình rất là lo điều đó, còn nếu mà cô không giỏi thì không sao. Thật ra cái chuyện đó là giống như ngẫu nhiên. Nhưng mà qua là ngày hôm sau là lại ghé lại tiếp. À, nhưng mà anh em YouTube không cho vào tại vì chị Hồng Loan có gửi rồi, nói không được vô. Thì mấy em cản. Mà cũng dữ dằn lắm. Nhưng mà bây giờ có rất là nhiều điều mà biến xảy ra luôn chị. Rất là đồng khán giả đến đây hả? Nói về mà khán giả thì rất là bến luôn. Hồi nãy cũng mới trò chuyện với lại Bầu Xô Thiên Kim. Bầu Xô Thiên Kim cũng đến đây nha chị. Đây. Ca sĩ mà cũng là Bầu Xô ngày xưa cũng hát lên tới đây. Con chào cô. Chú Minh phải không? Dạ con Hương Trần của Lóc. À chú Minh, có chú Minh được kìa. À, thì bên đây cũng có cô này, mấy cô này chia sẻ. Con và con hai ba dòng mà của mẹ thì hưởng được. Còn cha riêng không được hưởng. Ủa cha người nào người đó hưởng. Ít thẳng như vậy đó. Tại người ta nói ông bà mình viết cái câu á, giàu cha giàu mẹ hơn, giàu anh giàu chị ai làm để ăn, đúng chị? Mà cái này ông Vũ Linh này còn hơn cha mẹ luôn. Ừ, hơn cha mẹ. Lo hơn cha mẹ luôn. Góc độ là hơn cha mẹ. Cha mẹ chưa chắc lo được vậy nữa. Đúng rồi. Cha mẹ chưa có chắc mà lo em cho con được kiểu đó. Em ông thấy đúng cha mà. Mẹ. Thì... Mà tôi thấy ông Vũ Linh này ổng nặng, em ổng nhiều hơn con ổng. Con mình á thì đi ở nhà bên chồng, ở nhà tống về quê, cháu ngoại thì tống về quê ở bên chồng, mà đi nuôi cháu với em ruột, còn không nhà cửa rộng thanh thang luôn, để cho cháu với em ruột ở không. Còn không phải đâu đó. Chị theo em nghĩ tại vì có bà Hồng Nhung đó là khó sống lắm, nên Hồng Loan này nó không sống được, đương nhiên nó phải đi ra ngoài ở, nó hay là có chồng nó theo bên chồng sống với bà Hồng Nhung khó sống lắm, từ chỗ sống không được là nó tự nó phải rút lui thôi. Chứ còn con lúc nào nó cũng quán quất bên cha mẹ. Đúng nha, ông chết là sáng xiến trong nhà mồ mã ma chay tới việc con Hồng Loan lo hết rồi đúng. Tiền bạc Hồng Loan nắm, Hồng Loan lo hết. Cô cháu gì cái phụ tiếp tôi thôi, chứ còn tiền bạc để tôi lo hết. Nhưng cô bức xúc này, cô coi cô thấy bức xúc cái có cái clip mà con nhỏ Kim Loan Kim Hồng. Con nhỏ Hồng Phượng. Con nhỏ Hồng Phượng nó ngồi nó làm việc với cái bên gì mà không, cái bên gì mà cái số tiền YouTube của Vũ Linh đó. Cái bắt đầu là cái ông đó làm việc xong, ký hợp đồng xong là đếm tiền, ông đếm tiền 89 triệu mấy trăm. Em coi 89 triệu 400. Thế là ổng mới đưa cho ổng làm việc, ổng đếm xong cái con Hồng Phượng nó lại nói là đưa cho bà Kim Nga. Theo cô thấy vô lý. Mắc gì được Kim Nga. Lẽ ra số tiền đó bà Kim Nga bả là người ở đó làm thuê đúng không? Bả là trợ lý, bả là làm người, nói đốm lại là bả là người làm thuê cho Vũ Linh. Quyền hạn gì mà để bả nhận số tiền đó? Người nhận số tiền đó xứng đáng là phải con Hồng Loan. Con của gái của ta nhận để lo ma chay cúng. Còn cái này nó có sự cái đồng lõa hai bên nhau. Trước mắt thì Hồng Phượng nó nói là bà Kim Nga, nhưng sau lưng nó lòn nhau. Nó đưa cuộc sống nó lòn nhau. Đúng rồi, vậy đó. Ừ. Nó làm em vậy đang đó. Bức xúc cái vụ đó là một. Mà chị thấy cái đấy con vô lý. Cô thấy con Nga nó dọn đồ vô lý không? Không lẽ cả đời ông Vũ Linh không sắm được cái tủ lạnh, không sắm được cái gì trong nhà sao? Mở vỏ nghe sạch sẽ chứ. Gặp tôi ông dọn một chiếc đũa tôi cũng tại chỗ luôn. Không, con em đâu có nhà. Nó lên đây nè. Ở nhà bà Nhung coi. Ý thì em nói là con Nga nó mà dọn một chiếc đũa ra khỏi nhà cũng quýnh nữa. Mày vô một vỏ đồ, sách trang vỏ đồ. Cái này nó có sự đồng lõa giữa bà Hồng Nhung và bà Kim Nga. Hồng Nhung nó là bả bắt thang cho con nhỏ Kim Nga leo. Chứ gặp như em nói bây giờ nó thẳng là bên này tài sản mày lấy ra một chiếc đũa cũng không được, mày cái đi làm thuê. Còn Kim Nga nó nói nó làm thuê nó không lấy tiền, bây giờ hỏi nó uống nước lạ ăn lá cây rừng đúng không, nó lấy gì nó sống. Mà nó nói, mà trong khi đó cô thấy có cái clip là Vũ Linh với Kim Nga
là Vũ Linh có làm cái sổ tiết kiệm để đưa cho Kim Nga. Đưa lên Kim Nga còn ngồi cười. Vũ Linh nói nhận cái số này Vũ Linh cũng nhiều như là mình không biết tổng bao nhiêu. Nhưng mà nói nhiều xấu phải thực tế. Chỉ nhìn cái sổ tiết kiệm Vũ Linh có nói là thôi cái phần này Vũ Linh cho Kim Nga, coi như là sau này Vũ Linh mất các Kim Nga về giường để có một số tiền để sống. Vũ Linh nói rõ ràng là Vũ Linh có cho riêng rồi đó, có cuốn sổ tiết kiệm cầm Vũ Linh với Kim Nga, Vũ Linh đưa lên chụp hình, Kim Nga ngồi ngoài nhưng mà không có nói số tiền là bao không nhiêu. Nói số tiền mình nói phải công tâm rõ ràng nha, cô không biết số tiền bao nhiêu. Kim Nga ngồi còn cười khắc khắc lên, mua miếng đất dưới Bình Chánh đó 2000 m² đó. Nhưng mà khi Vũ Linh chết đó, Kim Nga nó nói bây giờ Kim Nga nó thủ tiêu nó im, nó không có nói môi ra sổ tiết kiệm. Đúng rồi, cho rồi mà. Cho rồi nhưng không ai môi móc đó không. Nhưng mà thà Kim Nga im đi, Kim Nga đừng có nói Kim Nga là đi làm không có lấy lương. Kim Nga nói vậy là sai bét, nói không đúng với cái lòng cái tâm của mình. Đâu phải Vũ Linh lường ăn bám của Kim Nga đâu mà để Kim Nga nói như thế. Dù sao Vũ Linh là một nghệ sĩ, còn Kim Nga là một người trợ lý, một người đi làm thuê nhưng mà nói không lấy tiền. Cô nghe cô bức xúc vô lý. Mà cái người đi làm thuê mà làm gì phải bỏ tiền dây sắm đồ trong nhà cái người chủ. Phục vô lý phải không em? Nó mua cái bàn thờ. Bây giờ nó chung nha, nó mua hay là nó không mua vậy đó không quan trọng. Mà không nói là bà Hồng Nhung nói. Không có ai mà đi con người mà đi làm thuê là muốn người ta bỏ tiền dây mua đồ chứ đó. Không, em nghe có cái clip Kim Nga nó nói, nếu nó đi đồ của nó mua nó dọn đi và nó lấy bàn thờ. Nhưng trong khi đó bàn thờ tiền ta đi cúng điếu. Thí dụ giờ nhà lu bu đi. Mình nói nhà lu bu thì bà Sáu bà kêu thôi Kim Nga ơi mày đi mua bàn thờ, nhưng cũng tiền trong nhà xuất ra đúng không, tiền trong nhà của Vũ Linh, tiền ở trong nhà của Vũ Linh, làm sao mà của bà Kim Nga vậy đi, mà bà Kim Nga đòi lấy đi, bà kêu lấy mà bà cái này là không? Em nói là có chống lưng của bà Sáu chứ Sáu gặp bẻo. Em xin thấy, lỗi thấy đi có nói. Không có trả lời chị, không nó chỉ nói cho tức, nhưng mà trên cộng đồng mạng không thể nói được. Nó có nội nó dám lấy nó chạy chị dù nó không lấy nhưng nó không được phép để nói như thế đúng không. Nó nói tại vì nó đứng nó rồi. Nói là nó quá đáng là một trên cộng đồng mạng người ta nghe người ta vẫn bức xúc chứ. Một khi mình mở á, miệng ra là mình phải lựa lời mình nói chứ không nên nói hồ đồ. Cái đó là Kim Nga nó quá hồ đồ nó nói câu đó, cho nên cộng đồng nói khỏi lo, nó đem về là nó để thờ nó chứ không có ai hết. Chú Linh người ta cũng có chỗ em rồi. Nghe em vẫn bức xúc, em nghĩ trong bụng mẹ nó con Kim Nga này nó đem nó đòi lấy bàn thờ Vũ Linh đi, chắc đem về để nó thờ nó. Bây giờ nói chung ra một cái con đi ở không ai mà đi mua đồ cho người chủ hết trơn. Mày mua sẵn người ta xài không mua thôi, chứ mắc người ta bỏ tiền cho tao mua. Cô nói không? Tao làm tao sắm tiền vô trong nhà trong gia đình tao, chứ mắc người ta bỏ đồ vô sắm đồ này cái nè. Nhưng tiền vẫn trong đắp nhà tao, mà lấy ra một chiếc đũa tao cũng lại chỗ luôn. Đừng nói chuyện mà dọn ra khỏi nhà, một chiếc đũa tao cũng cho lấy. Dù cho mày sắm nữa mày không có dọn ra khỏi đồ. Không được quyền. Thấy cái vụ này Hồng Loan nó hơi hiền đúng không? Quá hiền. Cái bị cơ quá, bị cơ là mà lấy chiếc đũa ra khỏi nhà cũng được cái đó. Nó nói nó mua nó lấy, nhưng mà bên kia người ta bên nước Mỹ điện gì ta đòi đó. Không lẽ ông Vũ Linh ông vào cái đó mà không lẽ ông sắm được cái tivi tủ lạnh trong nhà sao mà đỡ cho con Nga nó phải sắm để nó dọn đi hết. Ngày nay ông Vũ Linh chết thì ông Vũ Linh đâu có nói chuyện được đâu, nó muốn lấy gì nó lấy, nó đồ nó sắm đập tua rồi tôi cũng cô nói nè ngay khúc tắc nó luôn. Ủa, rất cất đập chết ngay cái luôn. Tại vì biết sao không, bà Kim Nga đó, con Kim Nga nó có bà Hồng Nhung chống lưng, còn con Hồng Loan này là nó thì cũng như mẹ cây khô đứng giữa đồng. Con mình em nói chị biết nói ai giờ cha mất rồi. Rồi cô với chú là phe phái nhau không bảo vệ được mình. Phe chứ chị đúng chị, không? Chị, ý em nói là lúc đầu vậy á. Ta sẽ bên chị thôi. Ý em nói là lúc đầu á, lúc đầu. Ý em nói là lúc đầu. Tại con Hồng Loan này nó quá khờ, quá hiền luôn. Con Kim Nga này á là nó ở nó phục vụ cho Vũ Linh mà nó luôn phục vụ cho mẹ con Hồng Nhung luôn đó. Cho nên nó vụ đó đó. Tại vì biết sao, từ ngày Vũ Linh mất là đêm ngày tối gì cô lúc nào cô cũng mở cô mà coi. Mà cái con ở đợ thì chủ chết rồi thì lâu rồi mà thăng mà đi về chứ ở đó làm gì? Chủ còn thì nở phục vụ cho chủ, giờ chủ chết rồi thì đi về, khỏi cần người ta đuổi. Mình lo mình cuốn tự mình ra đi chứ mình chờ người ta đuổi mình là quá đáng rồi. Đúng rồi. Đúng không? Mình phục vụ cho chủ, giờ chủ chết rồi thì thôi giờ mình đâu có quyền gì đâu. Tiếng. Có ai đâu mà phục vụ nữa, phục vụ Vũ Linh trả tiền, giờ Vũ Linh mất rồi đi về chứ. Giờ ở đó thì ai trả tháng lương cho. Hồng Loan nó nói vậy là cũng đúng. Đúng sai. Mà Hồng Loan nó cũng lịch sự nó chị về chị lo chị phụng dưỡng cha mẹ già chị dưới quê đi. Ở đây là ba em là có em lo rồi. Thì đúng rồi, ta nói chứ phải ta đuổi đâu mà nói ta đuổi. Cái bà Sáu với Kim Nga nó nói không, giờ nhà này thở tao đi đâu vậy đang tranh chấp. Hồng Loan nó nói tám ông Vũ Linh vậy thôi, ông Vũ Linh chết theo ông xuống mộ đi cho ông làm nuôi nữa, làm nuôi hay đi ca hả hát hết thôi hết tiếng, cơm ăn cơm không có ăn uống được, con ngủ bờ ngủ bụi mà làm đồng tiền về nuôi cho hai anh em, không có hai anh em không có cái não sao đâu, không biết suy nghĩ
kêu người này kêu là đập bàn thờ âm gặp tôi là kiểu như kiểu đó, đập bàn thờ của anh tôi kia đó là tôi đập đầu chứ ở đó tôi thiệt luôn á. Chết bây giờ anh tôi chết rồi, tôi cho ra ra đường hết chị cứ hết nghĩ tôi. Đi nếu mà theo như em á, nếu như mà bà Hồng Nhung á, bà bảo vệ cho con Hồng Loan thì không bao giờ ai dám vô nói gì. Người ta có cơ bạc cho bà bảo vệ mà cũng được, cũng chịu cái nhà mà ở chứ đâu phải không, cờ bạc quá mà người ta cũng lo mà ăn cờ bạc đi casino quá thì hết tiền vừa bà còn lên rồi. Mượn người để mà hùa theo phe bà để hùa con Hồng Loan, ý em nói là bà cũng lo cho mình mà mình không biết giữ rồi thôi không, chứ mình ra bụi nữa đúng rồi, ra hàng đầu ở cho nên rồi. Sự việc ngày này ra mới vậy mà nói chung ra bây giờ á theo cô khuyên á, mẹ con á, bà Hồng Nhung á, nên có người anh lui cái nước mà đậu mò càng mà tiến sâu thì anh mình càng chết xấu hổ, mình chết theo chứ nó thì càng tiến sâu thì càng xấu hổ với xã hội. Em nói chung cái cả anh mình đó mình trở đó mà anh mình chết, mình chết theo anh ngoài luôn, kể cả linh hồn của chú Vũ Linh cũng không nói thì cũng bức xúc, tuy rằng chết xuống dưới suối vàng nhưng mà vẫn bức xúc. Không có ngờ ngày mình ra gặp, đi mà gặp cái thằng áo vàng đó, trong khi ông Chú Linh nằm bệnh viện, Hồng Loan có lợi rút ly sữa là đổ rồi có vô không? Ủa ta muốn con cái con trợ lý con ở đợi lợi làm gì? Lợi thì phải phục vụ con ở đợi phải làm chứ. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Muốn tháng mười mấy triệu mà lợi đã làm gì? Trong khi đó thì nó còn mấy con nhỏ nữa đúng rồi, không? Đút cho Chú Linh chứ, trong khi ta con ta còn nhỏ mà phải lo con ta chạy tới chạy luôn được rồi. Nói cái đó thì không tâm. Đúng không? Nói cái đó là không đúng. Toàn làm bảo vệ trong Kim Nga. Sao sánh con gái với là người ở đợi sao được? Thì bảo vệ. Trong khi mà muốn người làm lại mà bắt con mà ra làm, thì muốn người làm gì? Mẹ thôi mày tới làm chứ thôi mày tới mà làm. Nga này nhìn cái mặt đó là muốn đấm vào mặt nó luôn à. Em thấy em ghét ông Tử Linh. Không lẽ người anh mình như vậy, không lẽ anh mình chết mình chết theo anh mình phải nói thiệt á. Để cho người ta là đập cái bàn thờ âm với bàn thờ, gặp tôi là đụng tới bàn thờ anh tôi là tôi đấm chết tại chỗ luôn, đừng nói chuyện tôi đàn bà chứ tôi đánh tôi nóng lắm đẹp vậy á. Để ai đập cái gì thằng áo vàng đó, vàng lùn á, thằng đó là cũng là đi theo Vũ Linh là ba mấy năm rồi, lúc là nó ở gần nhà chị là nó này chị biết nó là lúc đó ở gần chị nó có mười mấy tuổi à, nó nhỏ hơn chị một hai tuổi thôi mà nó theo Vũ Linh là mấy chục năm rồi đó. Vũ Linh, mà... Linh bỏ tiền cho cứ vợ cho nó luôn á. Mà rồi biết lý do sao mà nó đập Hồng Loan? Thì nó bên con Hồng Loan á đuổi bà Hồng Nhung ra thì nó lợi nó chửi con Hồng Loan là tại sao? Trong khi ba mày nằm bệnh viện mày không chịu lợi đút sữa cho ba mày, không lo cho ba mày. Mày đi đâu đi, ngày nay mà ba mày chết gì ở đây mày dành của dành đồ đó lại đập bàn thờ Vũ Linh á. Gặp tu là tôi đập chết tại chỗ nó hổm rồi không có đâu. Kể cả con nhỏ bún bò là vợ nó bà tóc quăng cọc nhỏ bún bò là vợ đó cầm đó ai vợ của vợ lùng á vợ lùng đó vợ mà vợ áo vàng à vợ thỏ vàng đó là nhỏ bún bò đó vợ tên bà Lành chúng ta đặt bà giữ cái bà tóc quăng quăng cái con nhỏ bún bò nó vô cũng miệng cũng dữ lắm á. Còn con nhỏ bún bò kia nữa nói là con Hồng Loan lấy tiền của ba nó sáu mấy triệu, ủa tiền của ba tôi ăn tôi đâu có ăn tiền của ông cha, cha ăn của tự con ăn của tiền cha là bình thường. Mấy người ăn nó thấy mấy người không kể ra cho có phản bả ăn Vũ Linh sao bà không chịu kể lên bà ăn Vũ Linh đó, bà Vũ Linh lo cho bà đó sao bà không chịu kể mấy đó lên. Cha làm nuôi con chuyện đó bình thường xã hội đúng rồi, lấy tôi lấy tiền của cha tôi ăn tôi đâu có lấy tiền của ai đâu mà nói đâu của cải luôn. Con là được thừa quyền thừa hưởng của bây giờ của tóm tắt ra bây giờ Hồng Loan không có nói nhiều. Bây giờ của ba tôi chết, của tôi cho con cho ai biện cơ bọc quái đi hết ra khỏi cuộc đời tôi đi hết không có cho ai vô nhà hết trơn.